Xin chào bạn con. Hôm nay thầy sẽ lại hướng dẫn chúng ta giải tiếp một cái bài tập liên quan tới ứng dụng tính chất của tỷ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau vào cái bài toán chia tỷ lệ. Đây là một dạng bài tập của lớp 7 khá là hay ho đấy. Đề bài thì thường là những cái bài toán có lời văn và những cái bài toán mà mang tính thực tế thì người ta ẩn đi, người ta diễn tả bằng lời thôi. Còn việc của chúng ta là gì? Đọc đề bài, phân tích đề bài và đưa nó thành một cái hệ phương trình và đưa về cái dạng bài là tỷ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau nhá. Thế thì trong cái đề bài này ấy thì chúng ta có 52 học sinh là tổng số này, chia làm 3 tổ. Đấy, 3 tổ. Và người ta hỏi cái gì? Hỏi số học sinh mỗi tổ ban đầu. Vậy chắc chắn cái tư duy nảy ra trong đầu của mình đó là gì? Mình sẽ gọi số học sinh của mỗi tổ là x, y, z. Sau đó thì tổng là bằng 52 nhá. Đấy, chưa cần biết là đề bài nó ra làm sao, nhưng vì câu hỏi thế kia và đề bài cho thế này, ta đã có ngay một cái ý tưởng đó là gọi số học sinh, gọi số học sinh ban đầu ở tổ 1, 2, 3 là x, y, z, đơn vị là học sinh, x học sinh và x, y, z thì thuộc vào n sao, đúng nào? Rồi, đề bài cho cái gì? Ta có, theo đề bài ta có x cộng y cộng z là bằng 52 bạn. Rồi, tiếp tục. Nếu bớt tổ 1 đi một bạn, bớt nhá. Bớt tổ 2 đi 2 bạn. Đấy, và lại, tổ 3 thì lại thêm 3 bạn nhá. Thêm 3 bạn. Thì bớt tổ 1 đi 1 bạn thì suy ra là x trừ 1 bạn. Thế nếu mà lại bớt ở tổ 2 đi 2 bạn thì ta suy ra là y trừ 2, đúng không nào? Và chúng ta lại thêm ở tổ 3 3 bạn thì ta suy ra là z cộng 3 bạn. Và vấn đề mấu chốt là gì? Sau khi làm như thế thì số học sinh của tổ 1, 2, 3 nó lại tỷ lệ nghịch với 3, 4, 2. Thì cái câu này là câu quyết định mấu chốt. Tỷ lệ nghịch với 3, 4, 2 là thế nào? Nhá. Thì chúng ta lại phải nhắc vào đấy với nhau cái thuật ngữ. Nếu x, y tỷ lệ thuận với 2 và 3 thì sao? Thì x trên 2 bằng y trên 3. Đấy, tỷ lệ thuận là phải viết như thế. Thế còn nếu x, y tỷ lệ nghịch với 2 và 3 thì sao? Thì x nhân 2 bằng y nhân 3. Bọn con phải biết cái này thì mới xử lý được các bài kiểu như thế này nhá. Tại sao? Tại vì nói về tỷ lệ thuận thì có phải là mình học trong sách giáo khoa và mình chốt cái định nghĩa, cái vấn đề quan trọng nhất của tỷ lệ thuận là gì? Là cái thương là y trên x nó không đổi. Cái thương không đổi để làm gì? Để khi mà x tăng thì y tăng, mà x giảm thì y giảm. Và khi là nó cùng tăng cùng giảm thì cái thương nó mới không đổi chứ. Thế còn tỷ lệ nghịch là cái gì? Tỷ lệ nghịch tức là một cái tăng thì một cái giảm, nên là cái tích x nhân y nó lại không đổi. Tích không đổi ấy có nghĩa là gì? Khi mà x tăng lên gấp đôi thì y nó giảm đi một nửa. Tức là x tăng thì y giảm mà y tăng thì x giảm. Đấy, cứ ngược nhau như vậy thì người ta gọi là tỷ lệ nghịch. Và nói đến tỷ lệ nghịch là phải là tích không đổi. Nói đến tỷ lệ thuận là thương không đổi. Thế thì vào đây, khi mà người ta nói là nó tỷ lệ nghịch với bộ số 2 và 3 thì cái tích là x nhân 2 phải bằng y nhân 3. Rồi, vào đây bắt đầu làm tiếp. Đề bài nói gì? Khi đó, số học sinh mới, số học sinh mới ở 3 tổ tỷ lệ nghịch. Đây, vấn đề là nó tỷ lệ nghịch như này. Với 3, 4, 2 suy ra là x trừ 1 nhân 3 phải bằng y trừ 2
nhân 4 phải bằng z cộng 3 nhân 2. 3, 4, 2. Tổ 1, tổ 2, tổ 3. Đúng chưa? Rồi. Thế thì khi mà chúng ta đưa được về cái hệ điều kiện rồi ấy, hệ điều kiện như thế này rồi, thì chúng ta xử lý nó sẽ rất nhẹ nhàng, bởi vì nó là cái bài quen thuộc. Bài này chúng ta làm nhiều lắm rồi nhá. Đây này, một điều mấu chốt là tổng thì nó bằng 52. Và chúng ta lại có cái dãy đẳng thức này. Thế nhưng mà tất nhiên là bọn con phải đã từng làm qua cái dạng bài là nhân thế này, thì làm sao? Làm sao mà đưa được về cái dạng này này? Thầy lại nháp vào đây. X cộng y cộng z bằng 27 mà x trên 2 bằng y trên 3 bằng z trên 4. Thì chúng ta sẽ bằng tiếp vào đây là x cộng y cộng z chia cho 2 cộng 3 cộng 4. Rồi, bằng 27 trên 9 bằng 3. Từ đó giải ra x, giải ra y, giải ra z là xong. Nhưng mà làm sao phải đưa được về cái dạng này này? Tức là x, y, z nó phải ở trên tử. Rồi khi mình cộng lại thì nó mới sử dụng được đề bài. Thế đề bài nó cũng có x cộng y cộng z. Vậy mình làm sao phải có x, y, z ở trên tử? Tức là mình phải làm gì? Là mất cái số 3 cái đi, mất số 4, mất số 2, biến nó xuống phía dưới. Thế thì làm thế nào? Làm nhiều rồi. Bây giờ vào việc luôn nhá. Lại ghi ở đây cái mấu chốt này. Mấu chốt. Mấu chốt là gì? Mấu chốt là chia 3 vế. 3 vế nào? Vế trái, vế phải và vế giữa. Thì gọi là 3 vế. Chia 3 vế cho bội chung nhỏ nhất của ba cái số ở tử, hoặc là chia cho tích ba số đó, tích ba số đó cũng được. Tức là bạn nào mà biết tìm bội chung nhỏ nhất thì ta tìm và ta chia, còn nếu không thì cứ chia cho tích ba số đó cho nó nhanh. Mỗi tội là số nó có thể bị to thôi. Thế ở đây ấy thì câu chuyện nó lại rất nhẹ nhàng, bởi vì là số 3 này, số 4 này, số 2 nháp vào đây nhá. Đây chỗ này mình vẫn đang nháp thôi này. Nháp này là ba cái số ở tử. Ba số ở tử là 3, 4 và 2, thì bội chung nhỏ nhất của 3, 4, 2 lại chính là mấy? 4 thì nó chia cho 2 rồi mà. Thì 4 với 3 thì là 12 thôi. Rất là nhẹ nhàng nhá. Toàn bộ chỗ này vẫn đang là nháp. Bây giờ vào bài thì sẽ viết tiếp từ đây. Lời giải sẽ viết tiếp từ chỗ này. Được không? Viết tiếp từ đây sang đây. Nào, ghi vào đây. Chia 3 vế cho 12 ta có. Nào, bắt đầu viết này. X trừ 1 nhân 3 chia 12 bằng Y trừ 2 nhân 4 chia 12 bằng Z cộng 3 nhân 2 chia 12. Bình thường là nó có 3 cái bằng nhau, mà mình lấy 3 cái bằng nhau đấy cùng chia cho 12 thì tất nhiên nó vẫn bằng nhau, cùng chia cho một số mà. Nhưng mà cái chúng ta được ở đây là gì? Là rút gọn 3 với 12 đi, nó còn x trừ 1 trên 4 bằng y trừ 2 trên 3 bằng z cộng 3 trên 6. Ngon chưa? Ngon chưa? Xong rồi bây giờ sử dụng cái điều kiện đóng khung này này là ra vấn đề hết nhá. Đây, để viết tiếp. Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Thì lúc này ta sẽ viết thế nào? Ta sẽ viết là x trừ 1 trên 4 bằng y trừ 2 trên 3 bằng z cộng 3 trên 6 bằng cộng tử vào thôi. X trừ 1 cộng với y trừ 2 cộng với z cộng 3 chia cho cái mẫu là gì? Chia cho cái mẫu là 4 cộng 3 cộng 6. Và nó bằng gì? Trừ 1 trừ 2 cộng 3 thì bằng 0. Nó chỉ còn x cộng y cộng z thôi. X cộng y cộng z chia cho 7, 7 với 6 là 13. Thế thì đề bài nó lại cho đây rồi, tổng bằng 52 rồi. Thay vào đây, 52 chia 13, kết quả là 4. Thế thì x trừ 1 trên 4 lại bằng 4. Thì suy ra nhân chéo lên, x trừ 1 bằng 4 nhân 4 tức là x trừ 1 bằng 16. Vậy x bằng 17 học sinh. X là 17 học sinh. Tổ 1 là 17 nhá. Bây giờ sang đây tiếp, giải quyết nốt cái ông y với z là sao. Rồi,
dấu chấm y trừ 2 trên 3 mà bằng 4. Vậy suy ra là y trừ 2 bằng 3 nhân 4, y trừ 2 bằng 12. Vậy y bằng 14 học sinh. Và cuối cùng z cộng 3 trên 6 thì bằng 4. Suy ra z cộng 3 bằng 6 nhân 4, z cộng 3 là bằng 24, z bằng 21 học sinh. Nha, con coi kết luận cho thầy đi. X, y và z. Thôi, thầy không kết luận nữa. Thầy đi đáp số hay là vậy đi. Nha. Rồi, đấy, cái bài chữ như vậy.